Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại shop hàng nội địa Nhật Bản. Ngày hôm nay, shop xin giới thiệu với cả nhà về một sản phẩm mà có lẽ không còn xa lạ đối với các khách hàng thân thiết của shop. Đấy chính là sản phẩm kem trị á sừng viêm da cơ địa Kowa. Sản phẩm là hàng Nhật nội địa thuộc thương hiệu Kowa nổi tiếng Nhật Bản với các sản phẩm về chăm sóc da cũng như chăm sóc sức khỏe dành cho người tiêu dùng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm kem trị á sừng viêm da cơ địa Kowa phù hợp với những ai mắc các bệnh về viêm da như là bị chai sần này, rồi vùng khuỷu tay, khuỷu chân nó bị đen này, thâm này, chai sạn này, da tay, da chân khô ráp hay là chai cứng, hay là những người bị bệnh á sừng là da nó lứt lẻ rồi bong chóc hay là chảy máu. Mùa mưa sắp tới rồi hay là mùa đông thời tiết rất là hanh khô thì có được một cái sản phẩm kem trị á sừng viêm da cơ địa ở trong nhà rất là hữu hiệu. Thực sự là với công dụng chỉ đơn giản là làm mềm da thôi, nhưng mà từ đó là sẽ hỗ trợ để cải thiện được cái bệnh á sừng, bệnh khô ráp tay chân hay là da chân bị nứt lẻ chảy máu, rất là hữu hiệu luôn. Shop bán không biết là bao nhiêu hộp rồi, tất cả mọi người đều khen. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về bên trong của sản phẩm mọi người nhé. Sản phẩm kem trị viêm da cơ địa Kowa sẽ có 3 trọng lượng, đấy là tuýp 30g, hũ 60g và hũ 150g. Tuy nhiên là hầu hết các khách hàng đều mua loại 60g và 150g, nên hiện nay là cái loại 30g của shop không còn. Bởi vì khách muốn tiết kiệm chi phí, mua cái loại dung tích lớn thì tính ra chi phí sẽ rẻ hơn. Bên trong sản phẩm, mình sẽ cùng mở cái lắp ra để khám phá xem bên trong có gì mọi người nhé. Đây, mời cả nhà cùng tìm hiểu. Bên trong sản phẩm là dạng kem mịn, dạng kem rất là mịn, màu trắng rất là mịn đây. Kem trắng rất là mịn, kem trắng mịn với thành phần là gồm có UD là chiếm 20%, dầu dưỡng, paraffin, cetanol, rượu và stearin, glycine và có thành phần dưỡng da là vaseline. Mọi người thấy tất cả các sản phẩm dưỡng da đều có thành phần vaseline, là phần làm mềm da và chăm sóc cho da được mịn màng. Mọi người sau khi sử dụng sản phẩm này thì đều nhận xét là hiệu quả sau 2 ngày đầu tiên, da mềm đi và không còn nứt lẻ nữa. Thực sự là rất là tuyệt vời. Đối với chị em phụ nữ mà có bị sở hữu cái làn da nó thô ráp hay là làn da bị nứt lẻ, thực sự là một cái thiệt thòi rất là lớn. Và chị em nên cải thiện cái tình trạng này rất là đơn giản, bởi vì thành phần thì an toàn và giá thành thì không hề đắt, mà sẽ đem lại cái sự tự tin cho chị em hơn. Khách hàng nào có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến sản phẩm thì có thể inbox trực tiếp cho shop theo số điện thoại 0983426187. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình tiếp theo ạ.